Vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị của kênh truyền thông bóng đá phụ miền Tây. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá 68 Sport Park trong buổi tối ngày hôm nay và xin mời các bạn cùng chuẩn bị theo dõi trận đấu giao hữu giữa các thủ FC Ba Miền và đội bóng anh em Củ Chi. Và xây sở rất tốt của số 20 Thạch Hơi. Bản trống dành cho số 22 không được và dứt điểm lại đi quá thiếu chính xác. Đường chuyền bóng đang là vị trí của số 16. Tuấn Bò là người thực hiện cú đá rất nguy hiểm của Tuấn Bò, nhưng đáng tiếc pha ra chân của số 16 bóng đi vọt xa. Đặc biệt là những giải bóng đá dành cho lứa tuổi học sinh. Đây là cơ hội để dành cho các cầu thủ đen và đã có bàn thắng dành cho đội bóng FC Ba Miền để vươn lên mở tỷ số. Một pha dứt điểm chính xác trong một cự ly tư thế khá thuận lợi dành cho các cầu thủ áo đen. Và FC Ba Miền đã tận dụng cơ hội thành công để vượt lên. Một pha cắt bóng chính xác nữa của các thủ đen, vẫn là cơ hội dành cho các thủ FC Ba Miền. Thêm cú đá chân từ xa, lần này thì cú đá đã đi không chính xác. Sự cố gắng nữa đến từ các thủ đen, một cơ hội nguy hiểm nữa xuất hiện. Phản chống kết thúc ngay. Như vậy thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các thủ FC Ba Miền. Và lần này đó chính là Tuyến Hà Tây. Một pha ra chân bóng đi rất hiểm hóc. Thủ thành bên phía đội bóng anh em Củ Chi vừa rồi đã phán đoán lật hướng và anh đã không thể ngăn cản được pha ghi bàn của các thủ FC Ba Miền. Pha lấy bóng thành công, cơ hội nữa dành cho Giá Nam Định. Vẫn là cầu thủ mang chiếc áo số 11 dứt điểm rất nguy hiểm. Trước khi trận đấu diễn ra thì vào buổi chiều nay những cơn mưa cũng đã đổ xuống và khiến cho mặt sân khá trơn. Một cơ hội nữa dành cho Đắc Bóc Xếp dứt điểm. Rất đáng tiếc là cú đá của cậu vẽ như đã có bàn thắng. Chúng tôi thấy bóng rơi ở bên ngoài trong một cú đá chân rất căng của số 22, nhưng trọng tài đã chỉ tay vào chấm vào bóng để công nhận bàn thắng dành cho Đắc Bóc Xếp. Pha lập công thứ hai của cầu thủ mang chiếc áo số 22. Một cú đá chân khiến cho bóng đi xé lưới và mang về bàn thắng thứ hai dành cho cá nhân Đắc Bóc Xếp. Họ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong những tình huống tiếp theo. Một pha chuyền bóng bất cẩn nữa và Tuyến Hà Tây là người có bóng đối mặt dứt điểm không vào. Pha kết thúc Tuyến Hà Tây lại đi xa ngoài sau khi đã loại bỏ được hậu vệ đối phương. Đường chuyền ngang, Tuấn Bo không được, cú đá của số 16 vẫn bị đối phương áp sát và ngăn chặn. Đường chuyền ra, khoảng trống, tình huống qua người, cấp công của Tuyến Hà Tây, một pha băng lên đối mặt nữa dành cho các thủ đen không vào, vẫn còn đá môi. Và như vậy thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Pha lập công đến từ vị trí của Cường Nổ. Sau tình huống dứt điểm của Tuyến Hà Tây, bóng bật ra và số 9 đã có mặt rất đúng thời điểm để đưa bóng vào khung thành. Một pha đá bồi thành công. Và tiểu bóng của số 17 Lâm Bụi đã không đến được với vị trí của đồng đội ở phía bên kia. Được sự có thành lợi, đây là cầu nổ cú đá chân tiếp theo rất nguy hiểm và lại có một bàn thắng nữa dành cho cá nhân của số 9 rồi. 5-0 dành cho FC Ba Miền. Một pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Pha bay người hết cỡ của Hiếu Cu Chi cũng chỉ làm nền cho bàn thắng này của Cường Nổ mà thôi. Chúng ta cùng xem lại cú đá chân sau khi Cường Nổ nhận đường chuyền từ Thành Lợi. Vẫn là số 21 Thanh Phong dứt điểm ngay, cú đá khá nguy hiểm nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng dành cho cá nhân của số 21. Vẫn là số 19 dứt điểm ngay, cú đá vẫn chưa đủ hiểm. Văn Phúc khoảng trống xuất hiện, cú tiểu bóng ra cánh dứt điểm không được, pha chạm bóng lại thiếu cảm giác, vẫn còn bạn không vào. Bóng vừa rồi lại chạm vào cột dọc sau cú ra chân của số 11, quá đáng tiếc dành cho các thủ anh em Củ Chi. Một pha bỏ lỡ của Kiên Lưới. Đây là pha đáp trả đến từ các thủ áo đen, vẫn là cầu thủ áo số 17. Và chạm quyết liệt và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt nền. Pha phạm lỗi trong vòng cấm địa. Cầu thủ chưa có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng anh em Củ Chi sẽ đảm nhận vai trò đá phạt nền. Pha dứt điểm không thành công, quá đáng tiếc dành cho các thủ anh em Củ Chi. Một tình huống xuất sắc của thủ thành Rùa Kini. Số 19 đã có thời cơ rất tốt để lập công dành cho anh em Củ Chi để tìm kiếm bàn thắng xuất các tỷ số ở trong hiệp 1. Thành Phong, trước đó Thành Phong cũng có một cú ra chân cực kỳ nguy hiểm, khoảng trống nữa xuất hiện cú đá. Và lần này thì đã có bàn gỡ dành cho các thủ anh em Củ Chi. Những cú sút của họ cuối cùng cũng đã phát huy được hiệu quả. Và sau pha bỏ lỡ trước đó thì cầu thủ mang áo số 11 là Kiên Lưới đã dứt điểm thành công. Trước đó thì anh đã kết thúc dội vào cột dọc khung thành đối phương trong một tình huống cố gắng xử lý bóng. Và bây giờ thì Kiên Lưới đã có được pha lập công để giúp cho anh em Củ Chi tạm thời thu hẹp cách biệt. Rất hợp lý. Và tiểu bóng dành cho đồng đội ở phía bên cạnh. Chọc khe. Vẫn còn cơ hội tiếp theo dành cho Tuấn Bo kết thúc và có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ anh em Củ Chi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Tuấn Bo là người đã tận dụng tốt khi mà bóng vô tình đến với vị trí của số 16 sau một đường chuyền lên không thành công của các thủ anh em Củ Chi.
Bóng bật vào chân một cầu thủ áo đen và vô tình đến với ngay vị trí của Tuấn Bò. Và số 16 đã không bỏ lỡ thời cơ để có thể ghi bàn. Rất nhanh, Tuấn Bò. Và triển khai ném biên rất nhanh, dứt điểm không được và sửa bóng lại đi không chính xác trong tình huống ra chân vừa rồi của số 25. Cơ hội là đây, khoảng trống xuất hiện, Thanh Phong chưa có được pha dứt điểm và cú đá cuối cùng đã không đủ khó để đánh loại được thủ thành Rukini. Vẫn là khoảng trống, cơ hội vẫn dành cho các thủ thành Củ Chi. Có khoảng trống nữa, vũ công không vào và đăng tiên cho số 22. Vẫn còn được chuyển cúp, cơ hội rất chính xác và tỷ số đã được nâng lên 6-2 dành cho các thủ FC Ba Miền. Một tình huống phối hợp tuyệt vời giữa hai cầu thủ mang chiếc áo số 23. Vị trí của Tiến Hà Tây là người chuyền bóng và người kết thúc là cầu thủ chưa được bổ sung tên vào danh sách. Anh mặc chiếc quần số 12 và áo số 23. Tiến Hà Tây được chuyền ra Thành Lợi. Đánh đầu. Đã có bàn thắng kế tiếp nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Lại là vị trí của số 23. Cầu thủ đã ghi bàn trước đó, tiếp tục có pha đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền của Thành Lợi. Lần này thì bộ ba Tiến Hà Tây, Thành Lợi cùng với cầu thủ áo số 23 đã có những pha kết hợp nhuần nhuyễn để mang về bàn thắng thứ 7 dành cho FC Ba Miền. Nhưng lúc này thì cho đến thời điểm này thì ông bầu Phương Anh vẫn đang ngồi cạnh tôi ngay tại bàn bình luận của ekip bóng đá của Nhân Tây. Thủ Tân đã chuyền bóng vào khoảng trống. Danh SD tốc độ rất tốt của số 23 vẫn là pha xử lý bóng không cung. Dọc khe rất tốt, vũ công căng ngang dứt điểm không vào, bóng đã đi sang ngoài sau pha kết thúc vừa rồi của các cầu thủ bên phía anh em Củ Chi. Bóng trở về với các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng và khống chế của Tuấn Bò. Tuấn Bò kết thúc không vào và đăng tiên cho cú dứt điểm của số 6. Bóng lại đi trên khung thành. Đây là cặp bóng tốt của vũ công, cơ hội tiếp theo dành cho Tuấn Bò. Đường chuyền hay, bắn bắt đà, ra trận không thành công, cú đá quá thiếu uy lực, vẫn còn cơ hội kết thúc không vào. Và các thủ áo đen đã cắt bóng kịp thời trước khi đội bóng anh em Củ Chi kịp dứt điểm. Rất hay, pha lấy bóng của đắc bóng xếp, căng ngang, Tiến Hà Tây dứt điểm. Rất tuyệt vời cho pha đập nhã vừa rồi, và Tiến Hà Tây đã có bàn thắng thứ hai. Một pha chơi bóng cực kỳ đồng đội của đắc bóng xếp. Những pha xử lý tuyệt vời của các thủ áo đen trong những tình huống kết hợp cực kỳ ăn ý, và họ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 8-2. Giả Nam Định và ba người của số 11 vẫn là Giả Nam Định dứt điểm ngay, cũng đã rất nguy hiểm và đã có bàn thắng dành cho Giả Nam Định. Trong hiệp 1 thì Giả Nam Định đã có hai pha uy hiếp cực kỳ nguy hiểm nhưng không có được bàn thắng. Bây giờ thì anh đã có pha lập công dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đen. Bàn thắng thứ 9 của các thủ FC Ba Miền trong cuộc đối đầu này. Nỗ lực nữa của các thủ bên phía đội bóng FC Ba Miền là giúp cho họ có được bàn thắng thứ 9 trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn còn pha can thiệp tốt của Văn Phúc, đắc bóng xếp và bóng hơi thiếu tập trung của số 22. Đây là Giả Nam Định dứt điểm rất nguy hiểm, bóng dội vào xà ngang sau cú ra chân của cầu thủ mang áo số 11. Và bây giờ xin mời các bạn cùng chứng kiến lại pha lập công của Tiến Hà Tây để mang lại bàn thắng thứ 10 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng anh em Củ Chi.